Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi thăm cái vườn dừa sim của cậu mình đó. Và đo cái khoảng cách bao nhiêu để mình về mình trồng ở cái đất của mình đó. Lại mình coi thử cái tán của cái tàu của nó là khi mà hai cây mà nó lớn lên đó, thì tàu nó có đụng nhau dữ không để nó lấy ánh sáng nó quang hợp với các bạn. Thì ông cậu mình trồng thì cây cách cây là 6 mét, hàng cách hàng là 6 mét các bạn. Đó, thì nó tán của nó lớn lên là nó xong cũng đụng nhau là các bạn. Thì mình nghĩ 6 mét là cũng là tiêu chuẩn ok nhất các bạn. Còn này là chính giữa thì ông sang vô là trồng chuối nè các bạn. Và mít nè. Trồng chuối và mít vô nó rất là rậm rạp luôn. Này là chanh nữa các bạn ơi. Chanh nè, cây chanh nè. Tứ đồ tường luôn. Đó, cái cây này được nè, cây này trái được nè. Cái này như vài điều nè các bạn nè. À, ok đó. Đó thì mình đây mình tham khảo có thứ như thế này nha. Ngoài này thì cũng được nè các bạn nè. Chắc cây này cũng được 2 năm rồi các bạn, 2-3 năm đó. Đó. Và trái nó sao trái này không biết lớn gì mà hơi nhỏ các bạn ơi. Có mấy buồng nó cũng già rồi mà sao không thấy chặt nữa. Dưới kia có mấy buồng cũng già rồi không thấy chặt. Rồi này trồng chuối. Chuối vô, trồng chuối vô nó xen kẽ vô nó rậm rạp quá. Đó thì các bạn có thể tham khảo. Đó. Này bự nè. Nuôi bò nữa các bạn ơi. Đủ hết. Thôi, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ nha. Và tràn đầy năng lượng nha. Mình kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Và xem khi mà mình làm cái vườn thì như thế nào nha. Có đẹp được như vậy không nha.